Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì tuổi Mùi đại diện cho những con người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến về đời nhà và có thể nói rằng những người này sẽ trở nên giàu không thể nào tưởng tượng nổi. Trong tháng 7 thì công việc của những người tuổi Mùi rất chi là cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng này. Tuy nhiên, cũng có một điều mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả quý vị, đó chính là khi thành công thì tuổi Mùi không tránh khỏi bị lợi dụng công sức của chính mình. Khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được hưởng công thì lại hoàn toàn không xứng đáng. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra cho mình những yêu cầu cao và cố gắng hoàn thành đúng thời gian mà không cần để ai phải phàn nàn về bất kỳ một điều gì. Vậy thì cụ thể vận trình tháng 7 của những quý vị gia chủ tuổi Mùi như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích chi tiết sau đây. Sau đây là phần tử vi tổng quan của quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, trên phương diện sự nghiệp, những người tuổi Mùi tháng này, đường công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm có nhiều bội thu lợi lộc. Con giáp tuổi Mùi tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu quý vị gia chủ tuổi Mùi đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết, hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyện rủi ro do có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý vị gia chủ tuổi Mùi sẽ thu được một khoản lợi nhuận lớn trong tháng này. Tiền bạc rủng rỉnh dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã mang đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính vì cả nể hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề tiền bạc liên quan. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn so với ở những tháng đầu năm. Khối lượng công việc ít, vì vậy bạn cần quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy rằng về phương diện sức khỏe của những người tuổi Mùi trong tháng này không thực sự tốt, lẽ dĩ nhiên công việc phát triển áp lực ngày càng nhiều. Chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Thời gian này gia chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc đau các bệnh như là thiếu máu, đau huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra, đặc biệt là tinh thần cần phải giữ được thoải mái để có một sức khỏe tốt nhất.
Các quý vị gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý vị gia chủ tuổi Mùi khá tốt, tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình có thêm người thêm của. Với những người đã có gia đình tháng này, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người vẫn còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát, khi đó hãy bình tĩnh đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông, như vậy mới có thể tiến xa hơn được, đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Ất Mùi sinh năm 1955. Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong tháng này, quý vị gia chủ Đinh Mùi sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để có cơ hội phát triển. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây, các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này với tuổi Mùi, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá trị, tình cảm gia đạo yên vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ, nhưng do vận xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng nhờ thế, nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Sự nghiệp của những người tuổi Tân Mùi tháng này khá ổn định. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề cần phải được giải quyết mà bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu bạn chú tâm. Sức khỏe của nữ Tân Mùi tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Tân Mùi phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có phiền muộn. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Xem tử vi tháng 7 âm lịch nhâm dần cho Quý Mùi 2003, vận trình gia chủ bình ổn, không có điều gì đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu mang tính đột phá bứt lên. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp. Có điều cần phải chú ý điềm báo thị phi, hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, quý thầy Gia Cát cho rằng ở độ tuổi này bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới học tập, thi cử. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão.
Đối với những người tuổi Mùi, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh từ mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Và hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tất cả quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này và có được những bước đi vững chắc cũng như là thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh. Còn bây giờ là thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.